Chào tất cả anh em, tôi có cây sộp hay là còn gọi là cây túc anh em. Thì hôm nay tôi chia sẻ cho anh em một cái cách trồng cái cây túc này khá đơn giản anh em ạ. Cái cây túc này tuy nó rất dễ sống và dễ trồng nhưng mà mình không đúng cách, trồng không đúng cách là nhiều khi là nó vẫn thối hết rễ và nó chết đấy anh em ạ. Cái cây túc này thì cái đòi hỏi cách trồng nó thì không cần phải quá phức tạp đâu. Nó chỉ cần độ ẩm là nó phun rễ thôi. Thì như tôi kinh nghiệm hơn 10 năm tôi trồng và ươm cây ấy thì cây túc này nó như thế này, mình trồng nó như thế này. Khi mình cắt ấy, mình mang về đây này, mình cứ để qua một ngày đi cho các đầu rễ và các đầu vết cắt nó khô hết này. Xong bắt đầu mình mới mang trồng và mình xử lý các đầu rễ đây, những cái vết dập mình cắt hết đi. Cái vết này hôm qua nó bị chảy tí, không phải cắt này. Mình chuẩn bị một cái giá thể trồng này, một cái chậu đất này với thêm những cái rễ hỏng ấy anh em, quần áo cũ đấy, 2-3-4 cái gì đấy. Tiếp theo là mình đưa cây vào chậu. Như thế này là mình đã trồng xong rồi đấy anh em ạ. Không còn phải lấp đất đâu. Mình lấp đất đây này, nếu mà mình lấp đất thì nhiều khi những cái vết cắt đây nhiều khi nó lại thối đấy anh em. Cây này thì mình cứ đặt chân ẩm là nó sống thôi. Xong rồi cái phần tiếp theo là mình trùm hết vải này. Cho nó mát cái thân này, là mát cái rễ này là nó tự nó phun rễ ra. Cây này mình đặt trên hòn đá mà nó ẩm thì nó cũng sống mà. Mình không cần phải trồng sâu xuống đất quá. Mấy cả mình trồng nổi này thì khi nó phun rễ ra thì cây nó lại tự đẹp. Cái chất trồng cho nó thì anh em cứ tưới trước cho nó đi. Khi mình đặt cây vào là nó dính cây luôn. Phần tiếp theo để tôi làm tiếp anh em theo dõi nhé. Cái kinh nghiệm này thì do tôi trồng cây nhiều năm nên tôi rút kinh nghiệm ra thôi. Chứ còn anh em mà có những cái cách trồng nào nó tốt hơn thì anh em cứ bình luận phía dưới. Thì đây là tôi chỉ gọi là chia sẻ cho những cái cách trồng mà đơn giản nhất mà chia sẻ cho những anh em mới tập chơi thôi. Còn anh em nào mà có những kỹ thuật cao hơn thì anh em cứ chia sẻ bình luận phía dưới để tất cả anh em cùng tôi có những phương pháp hay nhất để học hỏi nhé. Đây, tiếp theo là tôi có hòa một ít thuốc kích rễ vào cái bình này đây anh em. Phun ướt hết mấy cái đầu rễ đây. Cái chậu này cái thoát nước, lỗ thoát nước của nó kém anh em ạ. Tí tôi phải đục mấy cái lỗ bên hông này nữa này. Những cái cây này thì nó hợp với nước, nhưng mà khi mình mới ươm thì mình đừng có để cho nước nó ngập thế này. Nó ngập này là nó dễ bị thối lắm anh em ạ. Tiếp theo là tôi bọc như thế này này để ẩm nha anh em nhé. Che lại luôn. Đấy, riêng về cái giống cái cây này thì chỉ cần như thế này là nó sống thôi anh em, không phải phức tạp quá đâu. Thế có gì thì
khoảng 2 đến 3 tuần nữa thì nó ra rễ, thì tôi quay lại cho anh em xem nhé. Chắc video đây tạm biệt tất cả anh em.